Hi, xin chào tất cả anh em, mình là Poseidon. Đến với giải mã crypto trong phần này thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu và phân tích một trong những cái dự án mà theo cái nhận định cá nhân của mình là một cái dự án low cap tiềm năng hàng đầu trong mạng Reward Access, đó chính là Goldfin. Ok, let's go. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua một chút về cái tổng quan của Goldfin. Thì Goldfin nó xuất phát điểm là một cái giao thức cho vay phi tập trung và hướng đến cái mạng thị trường đó là Reward Asset, bằng cách đó là nó sẽ kết nối cái tài sản ở trong thị trường crypto với các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức tín dụng ở bên ngoài. Mình để cho dễ hiểu anh em có thể hình dung đó là thị trường crypto thì nó sẽ có những cái tài sản luôn ở một cái dạng nhàn rỗi, ví dụ như đó là các cái stablecoin hoặc là một số cái đồng như là Bitcoin, Ethereum, thì nó có market size rất là lớn. Và không hẳn là khi mà những nhà đầu tư lớn á, những cái người mà nắm giữ lâu dài á, thì người ta ngoài cái việc hold, người ta có thể kiếm thêm lợi nhuận bằng cách đó là cung cấp thanh khoản vào các cái giao thức cho vay. Và các cái giao thức hiện tại như là AV, Compound hay MakerDAO thì nó đã giải quyết được cái bài toán đó là cho vay lending phi tập trung, tức là anh em có nhu cầu vay và cho vay ở trong thị trường crypto. Tuy nhiên thì như anh em thấy đó, thị trường crypto nó vẫn đang rất là bé, và trên thực tế thì hầu hết những cái người mà người ta tham gia thị trường này này thì như các cái retail trader hay là retail investor thì đôi lúc cái hoạt động của người ta chủ yếu là mua, nắm giữ và trade, ít khi người ta tham gia những cái tác vụ như là vay và cho vay. Chính vì vậy thì cái khối lượng tài sản ở trong thị trường crypto rất là lớn, nhưng mà chúng ta lại chưa thể nào tận dụng hết. Chính vì vậy Goldfin nó đã giải quyết cái bài toán này bằng cách đó là kết nối. Nó sẽ đưa những cái tài sản crypto cho các cái doanh nghiệp tín dụng ở bên ngoài, là những cái nơi mà người ta cần vốn, người ta vay với một cái lãi suất hợp lý và người ta có thể đem cho vay lại đó. Thì mình thí dụ như có một cái tổ chức tín dụng A đi, người ta đang cần 50 triệu đô để người ta tiếp tục phát triển cái hoạt động tín dụng của doanh nghiệp mình, thì người ta có thể tìm đến Goldfin và vay các cái tài sản từ thị trường crypto, đổi lại sẽ trả cho Goldfin một cái phần lợi nhuận, và người ta có thể dùng cái số tiền đó người ta cho vay lại với cái lãi suất cao hơn để kiếm cái lợi nhuận chênh lệch. Thì đó là cái mô hình hoạt động của Goldfin. Để mà tìm hiểu về cái cơ chế hoạt động của Goldfin á, thì chúng ta cần phải biết các cái bên tham gia vận hành cái giao thức này thì sẽ có 4 bên ha. Đầu tiên đó là các borrower, tức là những cái người đi vay á, thì đây sẽ là các cái tổ chức tín dụng hoặc các cái doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, và người ta sẽ tạo ra các cái gọi là borrower pool, tức là những cái pool vay tiền. Và những cái pool này nó sẽ được thiết lập những cái thông số, ví dụ như là tổng số tiền vay này, thời hạn vay này, lãi suất trong suốt cái chu kỳ vay, lịch trình trả nợ. Thì ví dụ như đó là người vay 10 triệu đô, thời hạn đó là 5 năm, trả gốc trong vòng mà trả lãi trong vòng 1,5 năm đầu, trả cả gốc và lãi trong vòng 3,5 năm còn lại, với cái lãi suất trung bình là khoảng 12%. Thì ví dụ như vậy thì dựa trên các cái borrow pool đó thì các sẽ có cái phần thành phần thứ hai, đó là tham gia vào cái việc đánh giá cái tính rủi ro cũng như là ra cái quyết định cấp vốn cho các cái borrow pool, đó là các cái backer. Đó là những cái người anh em có thể hiểu, đó là những người người ta có kỹ năng, có cái chuyên môn trong cái mạng thị trường tài chính này, và người ta sẽ là người cung cấp vốn trực tiếp và chịu cái rủi ro cao nhất trong cái việc cung cấp vốn cho vay đối với giao thức Goldfin. Cái thành phần thứ ba đó là các cái audit. Các cái audit này sẽ là những cái người mà được lựa chọn ngẫu nhiên, để dĩ nhiên là sẽ trong một tập hợp những cái người có kiến thức và chuyên môn nhất định. Thì những cái người này, người ta sẽ có trách nhiệm đó là thẩm định lại cái uy tín, cái tư cách của những cái người đi vay á. Người ta sẽ xem xét cái lịch sử tín dụng này, cái quy mô, cái uy tín của công ty, rồi cái hoạt động, tính chất hoạt động của công ty vân, để từ đó người ta duyệt cái việc là những cái công ty tổ chức đó có được tham gia vào vay vốn ở trong giao thức Goldfin hay không. Và cái thành phần cuối cùng đó là equity provider, thì đây sẽ là những cái người chủ yếu là đến từ góc độ retail như chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta có thể là cung cấp thanh khoản thông qua Goldfin vào một cái pool với cái tên gọi đó là senior pool, và từ đó nhận được cái lợi nhuận thông qua cái việc cung cấp thanh khoản đến với giao thức.
cái quy trình hoạt động của Gofin nó sẽ như thế này. Đầu tiên là những cái người đi vay thì người ta cần phải được chấp thuận bởi các cái người auditor, và những cái người này cần phải đặt cọc một cái lượng GFP nhất định ha, tức là cái native token của dự án á, với cái số lượng đó là gấp 2 lần cái phí audit để được auditor xem xét và kiểm duyệt trong cái quá trình mà trước khi vay vốn. Và nếu mà sau khi được chấp thuận á, thì những cái người vay có quyền tham gia vay tại các cái Power Pool với các cái thông số liên quan đến lãi suất này, hạn mức, thời hạn gói vay, thời hạn thanh toán vân vân, phí trả nợ vân vân ha. Và trong Power Pool á, thì người ta sẽ lại phân cấp ra thành hai dạng, đó là Senior Chain và Junior Chain. Với Senior Chain là cái pool gọi là nó có cái rủi ro thấp ha, nhưng mà đổi lại cái và đi kèm với đó là cái lợi nhuận nó cũng thấp. Ngược lại Unit Chain thì cái rủi ro nó sẽ cao hơn và cái lợi nhuận nó sẽ cũng cao hơn. Chính vì vậy thì các cái Senior Chain này, các cái Borrow Pool mà nó thuộc cái phân cấp là Senior á, thì nó sẽ nhận cái dòng vốn từ cái Senior Pool mà mình đã nói hồi nãy á, tức là từ cái pool thanh khoản của các cái Liquidity Provider á. Và lý do là bởi vì ở đây là cái dòng vốn từ những cái người retail như chúng ta. Chính vì vậy thì cái việc mà chúng ta tham gia vào một cái mô hình như này thì chúng ta chỉ phải chấp nhận đó là cái rủi ro và cái lợi nhuận nó sẽ thấp xuống một chút để chúng ta hạn chế cái rủi ro. Ngược lại thì các cái backer, tức là những cái người mà người ta gọi là có trình độ và có cái dòng vốn lớn ấy, người ta sẽ tham gia cung cấp vốn vào các cái gọi là junior chain để từ đó người ta có thể trực tiếp quản lý cái việc cho vay cũng như nhận được cái lợi nhuận cao hơn. Về tokenomics thì giao thức Gofin được thiết kế với hai token, đó là GFI là cái native token của giao thức và Fidu là một cái token được sử dụng để đại diện cho các loại tài sản trong giao thức. Thì cái GFI mới là cái native token của giao thức và là cái token mà chúng ta có thể xem xét đầu tư trong dài hạn. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua một chút về cái một cái số cái thông số. Thì GFI hiện tại đang có một cái tổng cung là 114.285.714 token. Hiện tại thì theo dữ liệu trên CoinGecko vào cái ngày mà hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2023, thì Gofin nó đang có một cái tỷ lệ lưu hành đó là 61.111.893 token, tức là đã bắt đầu phát thải được đâu đó khoảng 60% cái lượng tổng cung. Tiếp theo thì về cái token UK thì GFI ban đầu được thiết kế với 4 cái chức năng chính, đó là quản trị, tức là GFI holder có quyền tham gia vào việc quản trị bỏ phiếu cho cái đề xuất liên quan đến hoạt động của giao thức. Cái chức năng thứ hai đó là incentive, tức là token GFI sẽ được phân bổ cho những người tham gia cung cấp thanh khoản hoặc là thưởng cho các cái backer hoặc là auditor khi người ta tham gia vận hành giao thức. Chức năng thứ ba đó là staking. Thì chức năng này thì sẽ được thực hiện bởi các cái backer và auditor. Cụ thể thì backer sẽ staking GFI vào trong các cái borrow pool mà người ta ủng hộ á, để mà có cái tỷ lệ phân bổ vốn cao hơn cho cái pool đó. Và tiếp theo đó thì auditor người ta sẽ cũng phải cần staking GFI để đảm bảo cái trách nhiệm trong quá trình mà người ta tham gia đánh giá nhờ sự uy tín của những cái người đi vay. Và cái chức năng cuối cùng đó là grant, tức là GFI có thể được dùng để tài trợ cho các cái ý tưởng hoặc là những cái đóng góp mà có ý nghĩa cho dự án khi mà đạt được cái sự biểu quyết thông qua của cộng đồng. Để mà có cái nhìn khách quan hơn thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những cái số liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Gofin. Thì đầu tiên về cái active loan, tức là những cái khoản vay đang hoạt động, thì cái con số nó đang đạt là 102 triệu đô la. Và cái protocol fee, tức là cái phí thu được từ giao thức trong 30 ngày gần đây, nó là 84.300 đô la. Cái APY trong 30 ngày gần đây đạt 10.61%. Và cái tổng những cái phí thu được từ giao thức trong cái quá trình hoạt động từ trước đến nay đạt 2,5 triệu đô la. Tổng số cái khoản vay đã được hoàn trả đó là 32,51 triệu uh, đô la và cái tổng lợi nhuận ròng là 18,19 triệu đô la. Thì nếu mà chúng ta nhìn một cách khách quan
với cái thời gian hoạt động từ tháng 7 năm 2021 cho đến nay, tức là khoảng hơn 2 năm một chút, thì đây là những cái con số khá là ấn tượng với một công ty thuộc dạng đó là khởi nghiệp ở trong thị trường. Và đặc biệt nó cũng rất hết sức ấn tượng khi mà chúng ta nhìn nhận từ 2022 cho đến nay là một những cái thời điểm hết sức khó khăn đối với Gofin và nói riêng cũng như là cái thị trường nói chung. Tuy nhiên, xét về một cái khía cạnh khác thì chúng ta cũng phải đang nhìn nhận. Đầu tiên mình sẽ show cho anh em một cái biểu đồ, đó là về cái active loan ở trên Gofin, nguồn đó là từ Dun Analyst. Anh em có thể thấy là cái active loan này nó tăng trưởng rất là nhanh từ năm 2021 và đạt đỉnh đó là vào khoảng tháng 4 tháng 5 năm 2022, và kể từ đó cho đến nay gần như một năm rưỡi trôi qua thì cái khoản vay này nó không tăng lên. Điều này cho thấy cái nhu cầu vay vốn đối với các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp bên ngoài đối với Gofin nó đang bị chững lại, và đây là một cái vấn đề trước mắt mà Giao Thức cần phải tìm cách để thay đổi. Đứng trước những cái khó khăn liên quan đến việc mở rộng khoản vay thì gần đây thì Gofin nó đã ra mắt một cái đề xuất với cái tên gọi đó là GCR02, là liên quan đến việc là thay đổi cái mô hình hoạt động của Giao Thức. Cụ thể đó là Gofin nó sẽ không còn tập trung vào việc là phát triển đơn lẻ một cái Giao Thức cho vay nữa, mà thay vào đó nó sẽ trở thành một cái nền tảng để từ đó nó phát triển một cái hệ sinh thái cho vay liên quan đến Real World Asset. Cụ thể là nó sẽ tạo điều kiện cho các cái hoạt động kinh doanh cho vay đó, và xây dựng các cái công ty liên quan đến tín dụng ở trên cái nền tảng công nghệ và cái nền tảng vốn từ Gofin, từ đó mở rộng cái quy mô sự tương tác giữa các cái doanh nghiệp tín dụng với nhau, cho phép người dùng có thể có nhiều cái option lựa chọn hơn, cũng như là từ đó có thể phát triển thêm những cái sản phẩm bổ trợ cho các cái nền tảng lending phát triển ở trên Gofin, và từ đó xây dựng một cái hệ sinh thái nâng cao cái lợi nhuận mà người dùng có thể nhận được. Cùng với việc là thay đổi cái định hướng hoạt động thì để khuyến khích các cái doanh nghiệp vay và cho vay có thể đến phát triển xây dựng ở trên cái nền tảng của Gofin thì Giao Thức cũng đã đưa ra những cái đề xuất liên quan đến phí, đó là thay vì thu phí Giao Thức dựa trên cái phí lãi suất của cái khoản vay thì Gofin nó sẽ cho phép các cái doanh nghiệp có thể có một cái option lựa chọn, có thể là cái doanh nghiệp ABC nhỉ? Người ta phát triển trên Gofin, người ta có thể lựa chọn đó là thu một cái phí gọi là phí bảo lãnh phát hành khoản vay vào cái thời điểm mà giải ngân, hoặc là thu một cái phí gọi là phí quản lý tài sản dựa trên cái dư nợ tài sản gốc trong suốt cái chu kỳ vay, và Gofin sẽ thu lại một cái phần trăm nhất định cái khoản phí dựa trên những cái phí mà doanh nghiệp đó thu được. Và để mà giúp các cái doanh nghiệp có thể chuyển đổi cách dễ dàng hơn thì cái phí chuyển đổi hiện tại ở trên Giao Thức khi mà thông qua cái đề xuất này nó sẽ ở mức 0% và chỉ phát sinh đối với các cái khoản vay mới. Bên cạnh đó thì Gofin cũng hết sức là hào phóng khi mà đưa ra một cái đề xuất thứ hai cũng rất là ấn tượng về phí, đó là giảm cái lãi suất đối với các cái khoản vay mới là từ hiện tại là hơn 10% là xuống chỉ còn 0%, để mà khuyến khích các cái Giao Thức phát triển và phát hành các cái khoản vay ở trên Gofin. Với cái đề xuất này thì bản thân dự án cam kết là vẫn thu được từ các cái khoản vay cũ là khoảng từ 80 đến khoảng 100.000 đô la trong một tháng, và cái chi phí đó là đủ để vận hành và phát triển Giao Thức. Còn lại cái việc mà giảm lãi suất thì nó sẽ giúp các cái khoản vay có thể bùng nổ và phát triển mạnh mẽ hơn ở trên Giao Thức trong cái thời gian đầu. Với một cái market cap hiện tại nó rơi vào đâu đó khoảng 50 đến 60 triệu đô thì mình tin rằng cái tiềm năng của Gofin trong cái thời gian tới vẫn còn rất là lớn, khi mà cái market size của cái thị trường nó liên quan đến real world asset hay là liên quan đến lending thì nó đều là một cái thị trường có thể nói là hàng trăm tỷ đô, và Gofin có thể được xem là một trong những cái dự án đang phát triển khá là tốt cũng như là được sự ủng hộ của rất là nhiều quỹ đầu tư và đang là một cái dự án tiên phong đi đầu trong cái ngách này. Thì với những cái đề xuất mình cho rằng khá là hợp lý trong thời gian tới thì anh em có thể tiếp tục theo dõi dự án, đánh giá cái quá trình mà người ta áp dụng những cái đề xuất đó cũng như là những cái thay đổi tích cực đến từ cái đề xuất và cái sự phát triển về TVL, về số lượng dự án, về số lượng khoản vay, về phí vân vân từ trong Giao Thức, và
những có thể ở đâu đó là những cái thay đổi của dynamic để chúng ta đưa ra những cái quyết định đầu tư một cách hợp lý và từ đó có được cái lợi nhuận. Hẹn gặp lại anh em trong các clip tiếp theo.